Chiều nay ngày 20 tháng 8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng có buổi làm việc với Quận ủy Thanh Khê về tình hình triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Theo báo cáo của địa phương, qua xét nghiệm đợt 1, toàn quận Thanh Khê đã lấy hơn 46.000 mẫu xét nghiệm, qua đó phát hiện 26 ca dương tính. Theo đánh giá, ba phường có diễn biến dịch bệnh phức tạp nhất trên địa bàn quận là Thanh Khê Đông, Hòa Khê và Tam Thuận. Buổi làm việc tập trung thảo luận các phương án đảm bảo an toàn phòng chống dịch, nếu mở cửa trở lại các chợ truyền thống, triển khai hiệu quả đợt xét nghiệm thứ hai trên địa bàn quận. Qua nghe các ý kiến, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đánh giá quận Thanh Khê thời gian qua đã triển khai nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch của thành phố, đồng thời khẳng định công tác phòng chống dịch tại địa phương hiện nay đang đi đúng hướng khi phát hiện và bóc tách được nhiều F0 trong cộng đồng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, quận Thanh Khê cần tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa các biện pháp phòng chống dịch, nhất là khắc phục các hạn chế trong công tác xét nghiệm, xây dựng kịch bản và triển khai hiệu quả việc hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người dân trong thời gian đến. Một trong những thành công mà chúng ta triển khai cái biện pháp này chính là chúng ta đã phải song hành và chuẩn bị rất tốt các cái điều kiện về nhu yếu phẩm, nên công chí phải tiếp tục làm tốt. Chứ còn nếu mà, xin thưa công chí, khi nhu cầu của người dân mà người ta không được đáp ứng một cách cơ bản thì tất cả những cái biện pháp chúng ta sẽ không bao giờ đảm bảo được cái việc đấy. Bí thư Thành ủy giao quận Thanh Khê là địa bàn đầu tiên thí điểm mô hình chợ xanh, đồng thời địa phương cần chủ động xác định, đánh giá nguy cơ trên địa bàn để kịp thời ứng phó ngay khi có kết quả xét nghiệm đợt 2. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng tin tưởng với sự quyết liệt trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, quận Thanh Khê sẽ cùng với thành phố đẩy lùi dịch bệnh trong thời gian sớm nhất.